Thượng viện Kazakhstan phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Theo hãng tin Nga TASS, ngày 11 tháng 2, Thượng viện Kazakhstan đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với Việt Nam. Hiệp định trên được các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Châu gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan ký với Việt Nam ngày 29 tháng 5 năm ngoái tại thị trấn Borabay của Kazakhstan. Hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư, mở ra cơ hội giao thương to lớn cho cả hai bên khi khoảng 90% mặt hàng sẽ được cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan, trong đó 60% sẽ có thuế suất bằng không khi hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Đây là hiệp định đầu tiên với Liên minh Kinh tế Á-Âu với một nước. Theo Bộ Kinh tế Kazakhstan, hiệp định thương mại tự do nêu trên sẽ giúp nước này tăng cường xuất cảng một loạt mặt hàng sang Việt Nam. Trong đó có lương thực, thực phẩm như bột mì, ngũ cốc, sản phẩm sữa, thịt heo, góp phần tăng kim ngạch thương mại hai nước. Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Kazakhstan và Việt Nam đã đạt đến 205 triệu Mỹ Kim.